Thay vì nuôi ở môi trường nước tĩnh trong ao, những con cá này được nuôi trong các bể có nước chảy liên tục như thế này. Các bể này được hợp tác xã Sông Trong Ao Hải Đăng xây dựng trên một cái ao lớn có thể tích khoảng 3.000 mét khối nước. Những chiếc máy bơm ở đầu các bể cá sẽ đẩy nước luôn lưu thông một chiều, tạo thành một dòng sông nhỏ trong ao. Khi nước chảy liên tục, cá trong bể sẽ hình thành thói quen vận động và bơi ngược dòng 24/24 giờ. Đây là sự khác biệt của mô hình nuôi cá sông trong ao so với phương pháp truyền thống. Nuôi cá này thì nó sẽ có ưu điểm hơn rất nhiều so với nuôi ao truyền thống. Tức là ưu điểm thứ nhất là nó tăng được cái sản lượng gần 20 lần so với nuôi ao truyền thống. Thứ hai nữa là cái cá phát triển rất là tốt vì mình tạo ra cái dòng chảy, cá luôn luôn được vận động. Nên chính vì cá vận động như vậy nên là cá khỏe mạnh, nên sự tăng trưởng phát triển rất là tốt. Ngoài đó sau khi cho cái sản phẩm thu hoạch thì chất lượng của con cá thì thịt luôn luôn được vận động nên thịt săn chắc và thơm ngon, không tanh như nuôi ao truyền thống. Ở mỗi bể nuôi, hợp tác xã này còn xây dựng một hệ thống cho ăn tự động. Chỉ cần một thao tác đơn giản là bật công tắc điện đã hoàn thiện việc cho cá ăn trong bể. Nguồn nước nuôi cá là yếu tố vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, sau khi cho cá ăn, toàn bộ chất thải của cá sẽ theo dòng nước chảy trong bể và đọng lại ở bể tĩnh phía sau. Tại đây, một hệ thống sẽ thu gom, loại bỏ chất thải ra bể chứa. Với cách làm mới này, môi trường nước ao nuôi luôn giữ được trong sạch, cá sinh trưởng nhanh, ổn định. Đặc biệt cái sông trong ao này thì mới tối ưu được cái thu gom được cái chất thải của con cá lên trên khỏi diện tích ao nuôi. Thì phía bên tôi hiện tại thì lắp đặt cái thiết bị thu gom cái chất thải ở dưới cuối máng. Khi con cá nó ăn xong thì nó có cái chất thải nó thải ra thì cái đọng lại ở cuối máng. Thì lắp đặt cái hệ thống thu gom chất thải cuối máng lên khỏi diện tích ao nuôi và ta cho nó vào cái bể biogas. Và trong bể biogas đấy thì ta lắng đọng lại và xử lý cái men vi sinh. Sau tiếp tục ta lắp hệ thống máy bơm và bơm đi để dùng cái phân bón cho cây. Mọi công việc quản lý những con giống, nguồn thức ăn, nguồn nước của hợp tác xã cũng trở nên thuận tiện hơn nhờ phương pháp chăn nuôi mới này.